Chào mừng quý vị đến với chương trình bình luận thời sự tối thứ tư ngày 19 tháng 5 năm 2021. Việt Thành xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, người ta nói không có lửa thì tại sao có khói? Đó là những cái vấn đề dồn dập các cái tin tức liên quan tới ngành công an của Bộ trưởng Công an Tô Lâm. Đó là các cái vụ án và những cái vụ tai tiếng liên quan tới ngành công an, đặc biệt là vụ án liên quan tới đại tá Nguyễn Duy Linh và Vũ Nhôm. Điều đó có những dấu hiệu cho thấy rất có thể Bộ trưởng Công an Tô Lâm với chiếc ghế Bộ trưởng nhiệm kỳ thứ hai đang có xu hướng lung lay. Thưa quý vị, trong cái chương trình bình luận thời sự hôm nay, chúng tôi sẽ đến với quý vị về các cái thủ đoạn chạy án của ngành công an, và đặc biệt có cái thông tin mới mà ít ai quan tâm, đó là quan chức Cộng sản Việt Nam họ đã sử dụng đồng tiền Bitcoin để rửa những cái đồng tiền tham nhũng bất chính như thế nào. Thưa quý vị, các cái vụ án liên quan tới ngành công an mới đây nhất, đó là vụ việc của đại úy Nguyễn Thanh Lâm, công an huyện Thanh Oai, Hà Nội, đã bàng hoàng trong lúc người lái xe taxi đã vật lộn với kẻ cướp, nhưng đại úy Nguyễn Thanh Lâm đã đứng thản nhiên gọi điện thoại, và điều đó đã làm cho nóng dư luận xã hội. Người ta thấy là công an nhân dân bây giờ không phải là công an nhân dân mà là một cái lực lượng vô trách nhiệm. Rồi những cái vụ việc liên quan tới chạy án ở công an quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng nóng lên trong những ngày này, liên quan tới thiếu tá Trịnh Văn Khoa, nguyên cán bộ công an quận Đồ Sơn, là một người đã gửi đơn tố cáo một số cán bộ lãnh đạo công an quận Đồ Sơn đã làm sai lệch trong một cái vụ hồ sơ bắt giữ 25 nghi can sử dụng ma túy trong quán karaoke xảy ra vào ngày 13 tháng 1 năm 2020. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, cái vụ việc chạy án ở ngành công an làm cái chuyện thường xuyên xảy ra. Đó là lý do vì sao từ xưa đến nay, người ta vẫn nói trong ngành công an có một cái đúc kết, đó là bắt, giam và tha. Tức là người ta bắt giữ, khởi tố, giam giữ và sau đó sẽ thông qua các cái thủ tục chạy án bằng tiền, người ta sẽ tha cho các cái tội phạm. Và điều đó nó trở thành một cái vấn đề từ cấp bộ cho tới cấp công an phường cũng vậy. Các nhân viên công an đã lợi dụng kẽ hở này để kiếm những đồng tiền bất chính. Thưa quý vị, chắc hẳn quý vị chưa quên cái vụ việc đại tá Nguyễn Tri Phương, trưởng công an thành phố Thanh Hóa, nhận số tiền của đồng nghiệp là 260 triệu để chạy án. Đại loại cái vụ việc ấy thì nó như thế này, thưa quý vị. Tức là có một cảnh sát thuộc đội trật tự của công an thành phố Thanh Hóa đã lấy trộm xe máy của một đồng nghiệp công an để tại trụ sở cơ quan thành phố Thanh Hóa. Sau cái vụ việc này thì cái nhân viên ăn cắp xe máy, đó là ông Đỗ Đức Hiếu, đã tới gặp đại tá Nguyễn Chí Phương, khi đó là trưởng công an thành phố Thanh Hóa, và ông Đỗ Đức Hiếu đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Sau đó, Đỗ Đức Hiếu đã đưa cho ông Nguyễn Tri Phương một cái số tiền 260 triệu đồng để mong rằng thủ trưởng sẽ bỏ qua các cái sai phạm và để cho Đỗ Đức Hiếu không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, thưa quý vị, ông Nguyễn Tri Phương vẫn nhận tiền của Đỗ Đức Hiếu đưa cho là 260 triệu đồng. Xong, tay thì cầm tiền, nhưng tay kia thì vẫn ký một cái quyết định đề nghị xử lý kỷ luật, tước danh hiệu công an nhân dân và khởi tố đối với Đỗ Đức Hiếu. Và đó là lý do Đỗ Đức Hiếu khi sắp bị đưa ra xét xử đã đến nhà Nguyễn Chí Phương đòi lại cái số tiền 260 triệu đồng. Nhưng ông Đỗ Chí Phương chỉ trả lại 150 triệu đồng. Và Đỗ Đức Hiếu dứt khoát không đồng ý, rồi về nhà làm đơn tố cáo ông Nguyễn Chí Phương. Đó là lý do Tòa án Nhân dân tỉnh Thanh Hóa đã xử phạt đối với bị cáo Đỗ Đức Hiếu chỉ có 9 tháng cải tạo không giam giữ về cái hành vi trộm cắp. Sau khi nhận bản án của Tòa án Nhân dân thành phố Thanh Hóa, thì Đỗ Đức Hiếu đã nộp đơn kèm theo một cái file âm thanh gửi tới các cơ quan bảo vệ pháp luật cũng như Bộ trưởng Bộ Công an tố cáo ông Nguyễn Tri Phương. Đó là lý do ngay lập tức sau đó, cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam đối với đại tá Nguyễn Tri Phương, trưởng công an thành phố Thanh Hóa, về tội nhận hối lộ. Và cuối cùng Nguyễn Tri Phương đã nhận một cái bản án
24 tháng tù giam. Thưa quý vị, cái vấn đề tham nhũng chạy án ở ngành công an nó là cái vấn đề muôn thuở từ vào đời này. Nhưng mà đến cái thời của Bộ trưởng Công an Tô Lâm thì nó trở thành một cái vấn nạn trầm trọng. Chúng tôi sẽ tiếp tục với cái nội dung này. Nhưng thưa quý vị, cái vấn đề tham nhũng ở Việt Nam cũng vậy. Các cái quan chức Việt Nam, người ta nhờ tham nhũng nên người ta có những cái tài sản khổng lồ, hàng trăm, hàng nghìn tỷ đồng. Đó là lý do có những cái đại biểu quốc hội đã từng nói ngày xưa người ta tham nhũng chỉ vài trăm triệu, mà bây giờ những cái quan chức mới nổi người ta chỉ sau 2-3 năm có tới hàng trăm, hàng nghìn tỷ thì không biết người ta lấy đâu ra. Thưa quý vị, ở đây không nói tới cái chuyện mánh khóe hay các cái thủ đoạn tham nhũng của các quan chức, bởi các quý vị đã quá hiểu. Nhưng một cái vấn đề là người ta có một cái khối tài sản khổng lồ như vậy thì người ta cất giấu ở đâu? Từ trước đến nay quý vị chỉ biết rằng các cái quan chức Việt Nam, đặc biệt các cái quan chức cao cấp, người ta có một sử dụng một cái hệ thống dịch vụ rửa tiền, và những cái đồng tiền bẩn đó đã chuyển thành những đồng tiền sạch và chui vào nhà băng ở ngoại quốc. Tuy nhiên nhiều người không biết rằng các cái quan chức cộng sản Việt Nam thời 4.0, người ta có thể sử dụng Bitcoin để rửa đồng tiền. Để quý vị hiểu rõ hơn thì thưa quý vị hãy đặt bản thân quý vị vào cái vai trò của một quan chức cộng sản Việt Nam. Ví dụ như quý vị vừa ăn hối lộ 100.000 đô la Mỹ và cái tiền đó là những đồng tiền bất hợp pháp, nên quý vị không thể công khai nói nó là thuộc sở hữu của quý vị. Và nếu bây giờ quý vị muốn cái đồng tiền bẩn trở thành đồng tiền sạch hợp pháp thì có nghĩa là quý vị phải làm cái thủ tục gọi là rửa tiền, nghĩa là tìm một cách nào đó để biến cái số tiền bẩn đó trở thành những đồng tiền sạch, tức là tiền hợp pháp. Và thưa quý vị, ít người biết rằng cái đồng Bitcoin nó có thể giúp cho quý vị làm những cái điều đó. Thưa quý vị, trước khi đi vào những cái nội dung chính của bài nói chuyện hôm nay, chúng tôi đề cập tới một cái tin tức chắc quý vị sẽ quan tâm. Đó là những cái nguồn tin từ Hà Nội cho biết 4 thành viên nhóm báo sạch đã bị đề nghị truy tố với khung hình phạt từ 2 tới 7 năm tù giam. Ngày 18 tháng 5 năm 2021, Cơ quan An ninh Điều tra Công an thành phố Cần Thơ đã hoàn tất kết luận điều tra và chuyển sang Viện Kiểm sát Nhân dân cung cấp đề nghị truy tố 4 thành viên nhóm báo sạch với cáo buộc lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức và cá nhân theo khoản 2 điều 331 của Bộ luật hình sự. 4 nhân vật đó là ông Trương Triều Hữu Danh, ông Nguyễn Phước Trung Bảo, ông Đoàn Kiên Giang và ông Nguyễn Thanh Nhã. Theo kết luận điều tra cho biết, ông Trương Triều Hữu Danh đã đăng tải trên trang Facebook cá nhân và nhóm báo sạch 31 bài viết, 29 video clip. Những cái hành động đó đã vi phạm luật an ninh mạng và vi phạm luật viễn thông. Theo kết luận của cơ quan điều tra, trong đó các cái nội dung nhiều bài viết nhằm tuyên truyền chống phá, xuyên tạc, nói xấu tổ chức đảng và nhà nước, vu khống xúc phạm danh dự uy tín nhân phẩm của lãnh đạo đảng, nhà nước, lãnh đạo các cái tổ chức chính trị xã hội khác, phát tán thông tin gây hoang mang trong dư luận, thậm chí còn vận động xúi giục lôi kéo người khác phạm tội, tiến hành tụ tập đông người cũng như gây rối. Thưa quý vị, về trang báo sạch và cái kênh YouTube Báo Sạch Channel làm báo sạch, theo kết luận của cơ quan an ninh Công an thành phố Cần Thơ đã đăng tải nhiều bài về các cái chủ đề được dư luận quan tâm, đó là các cái vụ án Hồ Duy Hải, vụ án Đồng Tâm, về cái hạn mặn miền Tây, vân vân và vân vân. Trong đó có 47 bài viết được xác định là vi phạm luật viễn thông và luật an ninh mạng. Đó là các cái tài liệu được cho là có nội dung không đúng sự thật, thiếu kiểm chứng, suy diễn chủ quan, và điều đó đã gây xâm hại đến lợi ích của đảng, nhà nước, gây ảnh hưởng đến vai trò quản lý đất nước, nhà nước tại các địa phương, và điều đó đã gây hoang mang nghi ngờ, làm mất ổn định về lòng tin của nhân dân, tạo ra những sự bất ổn trong xã hội. Đó, thưa quý vị, chúng tôi từ lâu đã nói với quý vị, đặc biệt là những người ở Việt Nam hiện nay, quý vị hãy thận trọng, bởi vì quý vị như cua nằm trong giỏ.
người ta sẵn sàng bắt giữ và khởi tố quý vị nếu người ta muốn. Do đó, khi việc tiếp nhận loan truyền thông tin hay biểu lộ các cái quan điểm, nó thuộc về quyền biểu đạt của mỗi cá nhân. Nhưng mà ở Việt Nam, thưa quý vị, pháp luật không được tôn trọng, và người ta, tức cái ngành công an lạm quyền, người ta có thể làm bất kể điều gì mà người ta cho rằng để bảo vệ an ninh quốc gia. Thưa quý vị, trở lại những vấn đề bê bối của ngành công an trong thời gian gần đây. Tại sao những cái tin tức liên quan tới cái việc lãnh đạo công an quận Tây Hồ, Hà Nội, liên quan tới cái việc bỏ lọt tội phạm, hay mới đây công an quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng cũng vậy. Nhưng mà trước tiên chúng tôi muốn nói về cái vụ việc của đại úy Nguyễn Thanh Lâm, công an xã Tử Khê, huyện Thanh Hoài, thành phố Hà Nội, là một cái nhân vật đã không hỗ trợ hay giải cứu nạn nhân. Thậm chí trách nhiệm của công an là phải bắt giữ nghi phạm, vậy mà đại úy Nguyễn Thanh Lâm đã bàng quang trước cái việc người lái xe taxi bị thương mà bắt cướp, trong khi đó đại úy Nguyễn Thanh Lâm chỉ đứng nhìn và gọi điện thoại. Thưa quý vị, trong khi đó truyền thông nhà nước, đặc biệt là báo Công an Nhân dân, đã đổi trắng thay đen đưa tin về cái vụ việc bắt cướp của người lái xe taxi ở đường Senco 5, khi báo Công an Nhân dân với một cái tiêu đề cho rằng lực lượng công an tuần tra đã phối hợp với nhân dân bắt Đặng Phạm Sáu là một kẻ cướp quê ở huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh Hóa. Nhưng thưa quý vị, trên thực tế cũng như truyền thông nhà nước ở các cái tờ báo khác, báo Công an Nhân dân, thì người ta cho biết cái người tham gia hỗ trợ đối với người tài xế là xe taxi bắt giữ cướp đó là anh Phạm Văn Thưởng, sinh năm 1990, quê ở Thái Bình, hiện nay đang tạm trú tại quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, chính là người trực tiếp hỗ trợ cho tài xế xe taxi bắt tên cướp. Trong một cái clip đăng trên báo Dân Trí cho biết, anh Phạm Văn Thưởng nói anh là người trực tiếp khống chế tên cướp và bảo tài xế hãy ngồi một chỗ. Khi đó tài xế đi về phía xe gọi điện cho vợ. Sau đó anh Phạm Văn Thưởng đã đưa tên cướp ngồi vào vệ đường và bảo đối với Đặng Phạm Sáu rằng tao cho mày ngồi vào vệ đường, nếu mày chạy là tao đánh. Thưa quý vị, thậm chí anh Phạm Văn Thưởng chính là người cởi áo của tên cướp và dùng chính chiếc chà áo đó để trói tay Phạm Đặng Sáu, rồi sau đó kêu gọi người dân đưa tài xế xe taxi đi cấp cứu. Và được biết khi công an xã đến hiện trường thì anh Phạm Văn Thưởng đã lặng lẽ rời khỏi hiện trường, và khi được hỏi anh chỉ nói đó là công việc bình thường mà người dân ai cũng có thể làm như tôi. Thưa quý vị, một cái thông tin mà chúng tôi được biết, hung thủ đâm tài xế taxi nguyên là một cựu sĩ quan biên phòng. Đặng Phạm Sáu là một thượng úy công tác tại đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Nà Mèo, xã Nà Mèo, huyện Quan Sơn, tỉnh Thanh Hóa. Do liên quan tới các hành vi sai phạm trong việc buôn lậu nên Phạm Đặng Sáu đã bị xử lý và đuổi ra khỏi ngành năm 1999. Được biết lý do Đặng Phạm Sáu đã đâm tài xế xe taxi bởi vì Đặng Phạm Sáu nghi rằng tài xế xe taxi sẽ báo công an để bắt mình, bởi Đặng Phạm Sáu đang mang trên mình một cái án truy nã của công an tỉnh Thanh Hóa. Thưa quý vị, câu chuyện của đại úy Phạm Thanh Lâm thờ ơ trước những cái mối nguy hiểm của người dân đã làm cho dư luận xã hội cực kỳ bức xúc, và người ta cho rằng tại sao lại kỷ luật cảnh cáo và chuyển về công an huyện mà không đuổi Nguyễn Thanh Lâm ra khỏi ngành. Nói về vấn đề này, nhà báo Nguyễn Thông trong một status có tên là Vỡ bọc mù. Theo đó, nhà báo Nguyễn Thông cho biết, tôi nói thêm về cái vụ đại úy công an Nguyễn Thanh Lâm một lần nữa rồi không nói gì nữa, bởi tôi quá chán và thất vọng. Một cái thằng tư cách như thế, hèn nhát như thế, cách xử sự phản ứng như thế, vậy mà nó cũng lên đến đại úy công an. Vậy thì công an, nhất là cái công tác cán bộ của ngành công an và của cái thể chế hiện nay chắc chắn có vấn đề. Và cái đám tướng tá công an, phần đông có nhẽ chúng nó cũng thế thôi. Theo đó, nạn nhân trong khi thì vật lộn với cướp, tình thế nghìn cân treo sợi tóc, sống chết trong tích tắc, như cả kẻ có trách nhiệm công vụ, tức là công an, để giữ gìn an ninh trật tự và sự bình yên của nhân dân
lẫn những người dân xung quanh có mặt tại hiện trường lúc ấy đều hết sức thờ ơ. Có nghĩa là người ta cháy nhà hàng xóm vẫn bình chân như vậy, họ dừng dưng xem đó là chuyện của người khác. Theo nhà báo Nguyễn Thông, nếu cái thời tốt đẹp, đỉnh cao đất nước ta chưa có bao giờ được như thế này. Kiểu như Lục Vân Tiên đánh cướp giữa đường, dấu thấy bất bằng mà tha, nay gần như đã tuyệt diệt rồi, chết hẳn rồi. Theo nhà báo Nguyễn Thông cứ nghĩ mà coi, không cần tay công an Nguyễn Thành Lâm nó vô cảm, mà chỉ cần vài người, cầm một vài hòn đá, bẻ cành cây xông vào đập tên cướp thì cũng đủ giúp cho anh tài xế taxi. May mà anh tài xế taxi ấy phúc lớn nên chưa bị tử vong. Theo đó, những người dân làm một cái điều tốt không thiếu, như những anh Nguyễn Ngọc Mạnh nhanh trí cứu được cháu bé rơi từ tầng 12 xuống, hay mới đây một anh sinh viên tên là Nguyễn Văn Nhã đã hy sinh quên mình để cứu sống ba cô gái đuối nước. Điều đó cho thấy công an tốt cũng có, như cái anh thiếu tá Trịnh Văn Khoa ở Đồ Sơn cũng vậy. Tuy nhiên, theo nhà báo Nguyễn Thông, dù cả nghìn cả vạn người làm việc nghĩa, nhưng chỉ một cái vụ xấu xí như vụ Nguyễn Thành Lâm, đại úy công an dừng dừng, nó cũng đủ xóa sạch gần tiếng tốt đã có. Và trong hậu quả này, theo nhà báo Nguyễn Thông, chắc chắn nó có phần đóng góp quan trọng của ngành giáo dục và ngành truyền giáo, và chính hai người này đã có công lớn giết chết những cái Lục Vân Tiên thời này. Trong khi đó, ông Trung tướng, giám đốc công an Hà Nội, xét cho cùng cũng chỉ làm cái dạng vô cảm máy móc, làm việc đúng quy trình, đáng nghĩa là phải đập bàn ra lệnh đuổi ngay Nguyễn Thành Lâm, một cái kẻ làm ô uế ngành công an, chôn vùi hình ảnh công an, thì lại chỉ đề nghị trưởng công an huyện Thanh Oai xử lý kỷ luật cảnh cáo. Thời này những cái quan phú ít như giám đốc công an Hà Nội nó nhiều lắm, lẽ ra cũng phải buộc giám đốc công an Hà Nội ra khỏi ngành, bởi ngôi đó chỉ hỏng thêm thành tai ách cho nhân dân mà thôi. Theo nhà báo Nguyễn Thông, hơn thế nữa, tay đại úy công an là một cái kẻ gián tiếp ủng hộ kẻ cướp, lẽ ra phải khởi tố về cái tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả nghiêm trọng nhất là một cái ngành công an, một cái lực lượng thanh kiếm và lá chắn đã bị hoen ố, chứ nó không phải chỉ đuổi ra khỏi ngành mà thôi, hoặc kỷ luật cảnh cáo như giám đốc công an thành phố Hà Nội đề nghị là đủ. Còn đối với báo chí hiện nay, theo nhà báo Nguyễn Thông, với một cái nhiệm vụ định hướng xã hội, hãy bỏ ngay cái thói hóng hớt ngồi trong phòng lạnh nói chung chung tô vẽ vớ vẩn. Coi lại cái video clip từ đầu đến cuối thì người ta chỉ thấy anh tài xế đã bị thương vật lộn với tên cướp, mà phải một lúc sau mới có người dần hiếm hoi lại giúp một cách chậm chạp nhẹ nhàng. Còn anh công an thì đứng dừng dừng. Thế mà báo công an nhân dân lại tả lực lượng công an có mặt kịp thời phối hợp với người dân bắt gọn tên cướp, đến chết cười với mấy ông bà báo chí. Tôi lại cầu các bà hãy bỏ ngay cái thói văn mẫu ấy đi cho dân nhờ. Đó, thưa quý vị, báo chí truyền thông nó là một cái cơ quan quyền lực thứ tư, nhưng cái báo chí nhà sản hiện nay thì nó là nguồn cơn của mọi nguồn cơn. Thưa quý vị, báo chí người ta nói trắng là thành trắng, đen là thành đen. Thậm chí có những cái vấn đề đúng người ta nói thành sai, hoặc ngược lại sai người ta nói thành đúng, là một cái chuyện đáng phải lên án. Thưa quý vị, trở lại một cái vấn đề liên quan tới ông Trịnh Văn Khoa, nguyên cán bộ công an quận Đồ Sơn, là một cán bộ trong ngành công an, vì bức xúc đối với những tình trạng liên quan tới vấn đề chạy án, chia tiền và mua chuộc. Sau khi bốn công an quận Đồ Sơn bị bắt do làm sai lệch hồ sơ vụ án, thì thiếu tá Trịnh Văn Khoa đã quyết định xin ra khỏi ngành công an để tố cáo. Theo đó, trong một cái đơn tố cáo đối với một số cán bộ lãnh đạo công an quận Đồ Sơn đã cố ý làm sai lệch hồ sơ trong một cái vụ bắt giữ 25 nghi can sử dụng ma túy trong quán karaoke xảy ra vào ngày 13 tháng 11 năm 2020. Và được biết, sau đơn tố cáo của cựu thiếu tá ông Trịnh Văn Khoa thì Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã vào cuộc khởi tố bắt giam 4 cán bộ. Trong khi đó, thưa quý vị, mới đây đại tá Trần Tiến Quang, trưởng công an Đồ Sơn, đã cáo ốm xin nghỉ việc với lý do đi chữa bệnh. Thưa quý vị, như quý vị đã biết,
sau khi 4 cán bộ công an quân Đồ Sơn bị khởi tố bắt giam, thì dư luận xã hội nói chung, đặc biệt là dư luận xã hội ở quận Đồ Sơn, thành phố Hải Phòng, người ta tán dương một cái hành động dũng cảm của ông Trịnh Văn Khoa. Nói về báo chí, ông Trịnh Văn Khoa cho biết ông đã về công tác tại công an quận Đồ Sơn từ tháng 3 năm 2017, thuộc đội cảnh sát điều tra tội phạm về phòng chống ma túy. Tới tháng 5 năm 2018, ông được điều động sang đội điều tra tổng hợp. Trong quá trình công tác tại quận Đồ Sơn, ông Khoa nhận thấy có nhiều cán bộ chiến sĩ tâm tư về cách xử lý mang tính hệ thống của lãnh đạo công an quận trong cái việc tiêu cực. Ví dụ như trong cái việc thực hiện chế độ chính sách tiền nghỉ dưỡng, tiền nghỉ phép, tiền trực chốt của cán bộ chiến sĩ. Theo ông Khoa cho biết, những thứ tiền đó hầu như lính tráng không hoặc được rất ít, với lý do giải thích của cấp trên đó là chuyển vào quỹ của đơn vị, mà mục đích chính là phục vụ cho lãnh đạo công an quận nhậu nhẹt. Ngoài ra, Trịnh Văn Khoa cho biết hàng tháng, hàng quý thì anh em đều được giao chỉ tiêu thực hiện các vụ án, nhưng khi bắt được các vụ việc thì cấp trên lại không xử lý để thực hiện chỉ tiêu, mà lại cho liên hệ với người thân để làm án. Thưa quý vị, tức là thỏa thuận chạy án. Sau đó lãnh đạo quận ra quyết định thả các đối tượng ra, và điều đó khiến cho nhiều cán bộ chiến sĩ công an quận Đồ Sơn rất bức xúc, và đó là lý do nó dẫn tới những cái vấn đề bất cập, áp lực trong công việc. Và theo ông Trịnh Văn Khoa cho biết, không chỉ riêng ông và nhiều chiến sĩ khác, bạn bè của ông đã chăn trở nghĩ rằng nếu mình không làm gì đó thì bản thân và nhiều anh em sẽ không bao giờ biết đến những chế độ chính sách mà đáng nhà nhà nước cấp cho anh em chúng tôi mình phải được hưởng. Tại sao lãnh đạo quận lại tịch thu những khoản tiền đó để phục vụ cho việc nhậu nhẹt của họ? Đó là lý do mà thiếu tá Trịnh Văn Khoa cho biết ông luôn luôn để ý những cái vụ án có dấu hiệu sai phạm của công an quận. Đồng thời, thiếu tá Khoa cũng thu thập các cái bằng chứng với hy vọng một ngày sẽ đưa những cái vụ việc này ra ánh sáng. Và thưa quý vị, điều gì đến nó sẽ phải đến. Đó là cái vụ việc liên quan tới cái việc đột kích lúc rạng sáng, cho đến một cái màn kịch chạy án đóng cửa chia tiền của lãnh đạo công an quận Đồ Sơn. Theo thiếu tá Trịnh Văn Khoa cho biết, vào lúc 1 giờ sáng ngày 13 tháng 11 năm 2020, ông nhận được một cuộc điện thoại của một số đồng chí trong đội điều tra tổng hợp nói đồng chí Đỗ Huy Dũng, khi đó là phó đội trưởng đội cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, đã báo cáo lãnh đạo xin tăng cường cho đội để tham gia kiểm tra quán karaoke Hải Sơn 86 ở phường Đức Hợp, quận Đồ Sơn, bởi các cái thông tin chính xác cho thấy rất nhiều đối tượng tụ tập và sử dụng ma túy. Được biết sau khi nhận được điện thoại thì ông Trịnh Hữu Khoa đã đi xe máy lên công an phường Hợp Đức. Tại đó có hơn chục chiến sĩ khác cũng đang chờ đó. Và quá trình trinh sát thì lực lượng công an nhận định trong quán có dấu hiệu của bay lắc, nên đã quyết định đột kích vào một cái phòng VIP số 5. Thì trong đó có 17 đối tượng đang quay cuồng lắc lư trong tiếng nhạc mạnh và đèn mờ. Thiếu tá Khoa mô tả, khi ấy tôi rút súng, yêu cầu các đối tượng tắt nhạc, bật điện lên để lực lượng chức năng kiểm tra. Và quá trình kiểm tra, chúng tôi phát hiện trên nền nhà và các cái bàn uống nước có những viên màu xanh, màu hồng nghi là ma túy tổng hợp. Ngoài ra trên nền nhà và mặt bàn có một số túi ni lông chứa bột màu trắng, các cái đĩa sứ, thẻ cào, điện thoại, chúng tôi nghi là ketamin, và một cái tờ tiền đã quấn tròn nghi là cái dụng cụ để hút hít. Còn khu vực lễ tân phòng khách có 11 người nữa, tổng cộng là 28 đối tượng có mặt tại quán karaoke này. Theo đó, sau khi kiểm tra và lập biên bản cho chủ quán ký, đến 5 giờ sáng thì ông Nguyễn Hữu Cường, đội phó đội điều tra tổng hợp, được điều đến để tăng cường trực tiếp tiếp cận vụ việc. Theo thiếu tá Trịnh Văn Khoa, tôi đã bàn giao toàn bộ tang vật biên bản cho đồng chí Cường, khi đó là chỉ huy trực tiếp của tôi quản lý, đồng thời báo cáo lãnh đạo xin xe để đưa tất cả các cái đối tượng về quận. Theo đó, về đến công an quận lúc khoảng 6 giờ sáng thì công an quận tăng cường thêm cán bộ của đội cảnh sát hình sự, đội cảnh sát giao thông công an phường Hợp Đức để tổ chức canh giữ và lấy lời khai theo trình tự.
Bản thân tôi, tức thiếu tá Trịnh Văn Khoa khi ấy, được giao nhiệm vụ lấy lời khai của hai đối tượng. Trước đó đã được kiểm tra nhanh về ma túy và kết quả cho thấy ở cái tỷ lệ 25 trên 28 đối tượng đã dương tính ma túy, từ heroin đến ma túy tổng hợp. Theo ông Khoa cho biết, đến khoảng 16 giờ chiều cùng ngày, ông Nguyễn Hữu Cường lên phòng làm việc chỉ đạo dừng tất cả mọi việc lấy lời khai để ông Nguyễn Hữu Cường sẽ gặp riêng từng đối tượng, sau đó cho các đối tượng gọi điện về nhà. Một lúc sau thì thiếu tá Khoa nhận thấy rất nhiều người lạ ra vào cơ quan công an quận gặp riêng đối với ông Nguyễn Hữu Cường đội phó và ông Trần Tiến Quang trưởng công an quận. Cho đến tầm 20 giờ tối ngày 13 tháng 11 thì tất cả các đối tượng trên được lệnh thả ra và người cuối cùng ra về là 22 giờ 30 phút. Khi đó thiếu tá Trịnh Văn Khoa ngạc nhiên và tặc lưỡi, coi như thế là xong. Được biết hai ngày hôm sau, ngày 15 tháng 11 năm 2020, thì ông Nguyễn Hữu Cường có mang một tờ giấy về ghi số tiền được lãnh đạo cho từ cái vụ việc mà thả 28 đối tượng sử dụng ma túy ra là 30 triệu đồng. Và cho biết trưởng công an quận ông Quan chỉ đạo cho 15 triệu vào quỹ của đội, còn 15 triệu mấy người trong đội chia nhau. Tuy nhiên theo thiếu tá Khoa cho biết, các anh em trong đội không ai nhận mà nó cho hết vào trong quỹ đội, vì quỹ đội không còn, chỉ duy nhất là đội phó Cường cầm 6 triệu. Và đến tối cùng ngày, đội phó Cường đã gọi tôi và ba anh em nữa vào trong phòng và nói: đây là tiền cho riêng các ông, mỗi người 2,5 triệu đồng, tổng số là 10 triệu. Tuy nhiên bốn anh em chúng tôi theo thiếu tá Khoa không ai nhận cả. Sau đó tôi xin nghỉ phép, hết 18 ngày phép tôi làm đơn xin ra khỏi ngành công an, gửi quân trưởng Trần Tiến Quang. Khi quân trưởng công an Đồ Sơn Trần Tiến Quang hỏi tôi tại sao lại xin ra khỏi ngành, tôi nói tôi muốn tìm một công việc khác phù hợp hơn và việc xin xuất ngũ là tự nguyện, không có ai ép buộc tôi. Trình bày xong, ông Quang bảo thôi nghỉ nốt 7 ngày phép để tôi suy nghĩ. Thưa quý vị, theo thiếu tá Trịnh Văn Khoa cho biết, vậy mà trong cái 7 ngày đó, có những người đã bắn tin đến tôi. Người ta nói sẵn sàng cho tôi 25 tỷ nếu tôi chịu im lặng không tố cáo vụ việc này. Đó là lý do dư luận ở Đồ Sơn người ta nói đúng là các cơ quan chức nhà sản. Khi ở Bắc Giang họ ăn chia tiền thuế với một doanh nghiệp của Nhật Bản tới 5 tỷ đồng mà người ta nói đó là tham nhũng vặt, thì chỉ một cái vụ việc đơn giản mà người ta sẵn sàng cho tôi tới 25 tỷ theo lời của thiếu tá Trịnh Văn Khoa, thì rõ ràng đây nó là một cái vấn đề hệ thống, đây nó là một cái vấn đề đã có từ lâu và chắc chắn nó liên quan tới cả những cái cấp cao hơn công an quận Đồ Sơn, ít nhất cũng dừng lại ở công an thành phố Hải Phòng. Tuy nhiên theo thiếu tá Trịnh Văn Khoa, đối với tôi rất sợ người ta trả thù. Nhưng mà bây giờ người ta lại đặt vấn đề với tôi, đó là nếu tôi rút đơn tố giác thì tôi lập tức nhận được một cái tài sản vật chất quy ra thành tiền khoảng 25 tỷ. Nhưng thiếu tá Trịnh Văn Khoa đã cho biết dứt khoát từ chối lời đề nghị đó để đi đến cùng sự việc. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, ngày 21 tháng Giêng năm 2021, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Hữu Cường, đội phó đội điều tra tổng hợp công an quận Đồ Sơn, căn cứ vào đơn tố cáo của thiếu tá Trịnh Văn Khoa mà cơ quan Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao khẳng định có những cái cơ sở. Theo thiếu tá Trịnh Văn Khoa cho biết, sau khi Viện Kiểm sát vào cuộc bắt giữ đội trưởng Cường thì ông hoàn toàn không chịu sức ép đe dọa nào từ đơn vị cũ cũng như các đồng nghiệp cũ, mà theo thiếu tá Khoa, tất cả mọi người đều biết tôi là một con người như thế nào, tôi không sợ gì cả. Nhưng có một số người họ đề nghị gặp riêng tôi, và khi gặp riêng họ đưa ra một cái lời đề nghị như vừa kể, đó là rút đơn sẽ được 25 tỷ. Nhưng theo thiếu tá Trịnh Văn Khoa, tôi nghĩ rằng nếu tôi nhận tiền của họ thì ngày mai tất cả các nhân viên dịch vụ ở khu vực du lịch Đồ Sơn họ sẽ phải làm việc cật lực để bù lại chỗ đó. Vậy khác nào tôi phải gánh nghiệp của tôi. Mà theo thiếu tá Trịnh Văn Khoa, những cái nhân viên dịch vụ
du lịch ở Đồ Sơn đó chính là các cô gái mại dâm. Đó là lý do tôi bảo các đồng chí của tôi rằng thôi các ông đừng nói thêm gì nữa, vui vẻ đi về đi. Thưa quý vị, đó là những cái lý do. Mới đây, ngày 11 tháng 5 năm 2021, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiếp tục khởi tố bị can đối với 3 cán bộ khác của Công an quận Đồ Sơn, đó là Trung tá Đinh Đình Việt, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Hình sự, Kinh tế và Ma túy, Thượng úy Đỗ Hữu Dũng, Phó Đội trưởng Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, và Thượng úy Nguyễn Viết Công, cán bộ Đội Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội, trong đó Trung tá Đinh Đình Việt, Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra Tội phạm về Ma túy, chính là người thương lượng sẽ đưa cho Thiếu tá Trịnh Văn Khoa 25 tỷ đồng vật chất quy ra thành tiền. Theo Thiếu tá Trịnh Văn Khoa, ông không hề căm thù ai, những người đồng đội của ông, nhưng mà ông tin tưởng luật pháp phải nghiêm minh những hành vi sai trái của những cán bộ thoái hóa trong ngành công an, sớm muộn cũng sẽ bị phanh phui và trả giá. Theo đó, ông Khoa cho biết, nhiều đêm tôi mất ngủ trăn trở, thâm tâm không hề muốn anh em đồng đội của tôi vướng vào vòng lao lý, vì tôi nghĩ họ cũng như tôi, họ có vợ, có con, có bố, có mẹ. Nhưng nếu tôi không làm việc đó thì sẽ là thiệt thòi đối với nhiều cán bộ chiến sĩ ngành công an khác, đó là những người đang hết mình vì công việc. Nhưng một cái điều quan trọng hơn đó là các cái cán bộ chiến sĩ chỉ là một phần mà người dân đã bị giảm niềm tin vào lực lượng công an, nhất là trong cái bối cảnh hiện nay anh em chúng tôi mặc cảnh phục đi ra đường, người dân nhìn với một con mắt không thân thiện. Và đó là lý do trong những ngày gần đây, theo Thiếu tá Trịnh Văn Khoa, có nhiều người, kể cả các cái lãnh đạo, hỏi tôi có muốn quay lại ngành công an hay không. Thì tôi trả lời thẳng, tôi có cuộc sống của tôi, tuy không dư giả nhưng chúng tôi thoải mái về tinh thần. Tôi không muốn chứng kiến những cái chuyện tiêu cực diễn ra hàng ngày hàng giờ trong lực lượng bảo vệ pháp luật. Thưa quý vị, cái vấn đề chạy án, vấn đề tham nhũng, nó là một cái vấn đề phổ biến. Và bây giờ những cái kẻ phạm tội mà có tổ chức thì mỗi khi bị bắt giữ thì lập tức việc đầu tiên là người ta nghĩ đến sẽ chạy án, tức là sử dụng đồng tiền để bẻ cong luật pháp. Và thưa quý vị, nếu quý vị đánh một cái từ khóa tức là chạy án thì chỉ trong vòng 0,56 giây quý vị sẽ có tới 234 triệu kết quả về cái vấn đề chạy án của ngành công an tại Việt Nam. Thưa quý vị, đây là một cái vấn nạn và nó có tổ chức từ trung ương tới địa phương, cụ thể ở đây là từ bộ công an cho tới công an phường đều xảy ra một cái tình trạng đó. Và thưa quý vị, hẳn quý vị chưa quên, đó là cái việc Dương Chí Dũng, tổng giám đốc Vinaline, một cái người nhận bản án tử hình, đã khai trước tòa là đã từng giao cho trung tướng Phạm Cứ Ngọ 500.000 đô la Mỹ để giúp chạy án trong cái vụ việc tham nhũng tại Vinaline. Thưa quý vị, như quý vị đã biết, Dương Chí Dũng đã phạm tội tham nhũng và sau đó được Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Thứ trưởng Bộ Công an báo tin và bỏ trốn. Sau đó đã bị bắt giữ tại Campuchia. Và sau khi Dương Chí Dũng nhận một cái bản án tử hình tại phiên tòa sơ thẩm, với sự động viên của trưởng ban nội chính trung ương khi đó là Nguyễn Bá Thanh, đã hứa đảm bảo cho Dương Chí Dũng sẽ thoát án tử nếu hai tất cả những cái điều liên quan tới Thứ trưởng Công an Phạm Quý Ngọ và Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang được biết là nhận một cái khoản hối lộ của triệu đô la Mỹ, mà ông Trần Đại Quang thì nhận 500.000, ông Phạm Quý Ngọ nhận 500.000. Thưa quý vị, đó cũng là một trong những cái lý do vì sao ông Nguyễn Bá Thanh bất ngờ lăn ra đột tử với một cái bệnh lạ. Thưa quý vị, đặc biệt là trong cái phiên tòa 8 tháng 1 năm 2014, theo truyền thông nhà nước cho biết, Dương Chí Dũng đã khai việc Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, mật báo cho mình bỏ trốn và cái việc đưa hối lộ. Chúng tôi kể những cái chuyện này, nó xảy ra cách đây khoảng gần 10 năm, để quý vị thấy rằng cái vấn đề hối lộ, chạy án, rồi báo để chạy trốn, nó là một cái vấn đề của hệ thống. Mà gần đây quý vị đã biết liên quan tới Phan Văn Anh Vũ, tức Vũ Nhôm, cũng tương tự
Nhưng mà cái số tiền nó không chỉ là 500.000 đô la như Dương Chí Dũng đem đến nhà Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, mà cái số tiền mà Nguyễn Duy Linh, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Tình báo, con trai của Thượng tướng Thứ trưởng Bộ Công an ông Nguyễn Văn Hưởng, là 5-6 triệu đô la Mỹ. Thưa quý vị, trở lại cái phiên tòa xét xử Dương Tự Trọng và 6 đồng phạm về tội tổ chức cho người khác trốn đi nước ngoài. Một cái nhân chứng của vụ án đó là ông Dương Chí Dũng, anh ruột của Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng Dương Tự Trọng. Tại tòa, Dương Chí Dũng đã khai chính Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ, trưởng ban chuyên án điều tra các cái sai phạm tại Vinalines, là người trực tiếp báo tin cho Dương Chí Dũng vì việc đã bị khởi tố và sẽ bắt tạm giam. Và theo Dương Chí Dũng, ông Phạm Quý Ngọ đã khuyên Dương Chí Dũng nên tránh đi một thời gian. Thưa quý vị, ở đây thì quý vị thấy nó tương tự như lời khuyên của Nguyễn Duy Linh đối với Vũ Nhôm: hãy lánh đi một thời gian rồi quay về. Thưa quý vị, lời khai tại tòa, ông Dương Chí Dũng ông Dương Chí Dũng đã nói rằng chiều ngày 17 tháng 5 năm 2012, Dương Chí Dũng có gọi điện cho Thượng tướng Phạm Quý Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an hỏi thăm, thì được biết ông Phạm Quý Ngọ đang đi công tác. Tới chiều tối cùng ngày thì Dương Chí Dũng gọi điện thì được ông Phạm Quý Ngọ nói: Thủ tướng đã chấp thuận khởi tố và bắt giam chú rồi, chú nên tắt điện thoại và tránh đi một thời gian. Và theo Dương Chí Dũng nói tại cái phiên tòa xử em trai mình: tôi là một bị cáo trong một vụ án khác và phải chịu cái mức án cao nhất là tử hình, nên tôi chẳng còn gì phải giấu giếm, tôi sẽ khai tất cả. Và thưa quý vị, một cái điều đáng bất ngờ đó là chủ tọa phiên tòa ông Trương Việt Toàn đã chấp nhận lời khai của Dương Chí Dũng. Theo đó, Dương Chí Dũng khai chiều ngày 29 tháng 4 năm 2012, hai vợ chồng tôi, tức Dương Chí Dũng, xuống thăm ông Phạm Quý Ngọ tại Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. Vào khoảng 14 giờ chiều cùng ngày thì vợ chồng tôi gặp được ông Ngọ, trình bày hoàn cảnh về vụ việc xảy ra cái bê bối tại tổng công ty hàng hải Việt Nam Vinalines, và nói với ông Ngọ rằng tôi không trực tiếp ký bất kỳ một văn bản quan trọng nào. Theo Dương Chí Dũng, tại buổi gặp hôm đó tại nơi nghỉ của ông Ngọ tại Tuần Châu, tôi đã biếu quà cho ông Phạm Quý Ngọ số tiền 10.000 đô la. Sau đó, Dương Chí Dũng khai tối ngày 2 tháng 5 năm 2012, tôi đã điện cho Phạm Quý Ngọ và được ông này cho biết đang ở nhà, tức là ở cái tòa nhà Pacific trên đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Khi đến nhà gặp thì ông Phạm Quý Ngọ bảo tôi đi xuống quán nước dưới tầng 1 của tòa nhà. Sau khi được biết, tôi mang cái số quà đến cho Phạm Quý Ngọ. Theo Dương Chí Dũng, hôm đó tôi mang theo 500.000 đô la Mỹ. Khi lên trên nhà cùng với ông Phạm Quý Ngọ thì vợ ông Ngọ dẫn tôi vào phòng khách pha nước 10 uống. Sau đó ông Phạm Quý Ngọ gợi ý cho tôi: bây giờ chú phải mua một cái sim rác để liên lạc. Và theo lời khai của Dương Chí Dũng tại phiên tòa đó, toàn bộ số tiền 500.000 đô la đưa cho ông Ngọ ngay tối hôm đó, đó là những khoản tiền tôi phải đi vay mượn của một số người quen biết, với cái mục đích để ông Phạm Quý Ngọ giúp chạy án. Được biết lúc đang ngồi thì ông Phạm Quý Ngọ gọi điện thoại cho cục trưởng cục C48 nhưng không thấy ai bắt máy. Khi đó Dương Chí Dũng đã đề nghị xin số của cục trưởng C48 để liên lạc. Và Dương Chí Dũng những ngày sau đó đã nhờ người nhà dẫn đến nhà của cục trưởng C48 Bộ Công an. Thưa quý vị, chưa hết, tối ngày 6 tháng 5, Dương Chí Dũng lại đến nhà Phạm Quý Ngọ và hẹn gặp người con trai của ông Phạm Quý Ngọ cũng là sĩ quan công an. Nhưng mà con trai của Phạm Quý Ngọ nói bây giờ đang đi dự tiệc sinh nhật của một người bạn tên là Thiều, công tác ở Bộ Công an. Sau đó đến ngày 7 tháng 8, Dương Chí Dũng đến làm việc với C48, chiều tối lại điện thoại cho Phạm Quý Ngọ để báo cáo tình hình. Được biết đến ngày 13 tháng 5, Dương Chí Dũng đi công tác ở Hà Tĩnh. Hôm sau gọi điện cho Phạm Quý Ngọ nhưng thấy ông Ngọ tắt máy. Điện vào số cũ thì người này nghe máy và đồng ý. Phạm Quý Ngọ hẹn đến nhà riêng. Tại đây Phạm Quý Ngọ với một cái vẻ mặt căng thẳng nói: Trung ương vừa họp C48 đề nghị khởi tố 3 người, trong đó có chú là người đứng đầu. Theo Dương Chí Dũng đang nói chuyện với Phạm Quý Ngọ thì ông Ngọ có điện thoại. Nghe hết cuộc điện thoại, ông Phạm Quý Ngọ đã quay ra nói với tôi: Chủ tịch nước Trương Tấn Sang nói vụ này phải làm sớm quyết liệt,
và cái bộ Vinalize phải làm điểm trước kỳ họp Quốc hội vào tháng 5 năm 2012. Và Phan Quý Ngọ cũng cho biết, ông Trương Tấn Sang có nói với tôi, theo đề nghị, chú tức Dương Chí Dũng muốn gặp ông Trương Tấn Sang nhưng ông Trương Tấn Sang quyết định từ chối. Thưa quý vị, vậy mà chỉ vài tháng sau, Petrotime, một cái tờ báo của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam khi đó, ông Phong Chó, Lan Tổng Biên tập, đã công bố một cái tư liệu về những cái lời phản công của Dương Chí Dũng liên quan tới Trung tướng Phạm Quý Ngọ. Theo Petrotime, đây là toàn bộ lời khai nhân chứng của Dương Chí Dũng tại phiên tòa. Và cũng trong ngày hôm nay, trả lời truyền thông nhà nước, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Quý Ngọ đã phủ nhận toàn bộ những cái việc lời khai của Dương Chí Dũng và cho rằng đó là những cái lời khai bịa đặt, không có chứng cứ, trách nhiệm cơ quan điều tra phải làm rõ việc này. Kể cả những cái việc Dương Chí Dũng khai đã đưa tiền hối lộ cho một loạt các lãnh đạo cao cấp của Bộ Công an, trong đó có ông Trần Đại Quang, kể cả Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng C48, điều tra viên của Bộ Công an. Theo Petrotime của ông Nguyễn Như Phong, đây là một cái bản tự khai của Dương Chí Dũng viết trong thời gian ở trại tạm giam Công an tỉnh Lạng Sơn. Được biết bản tự khai này sau đó được chính Dương Chí Dũng phúc cùng ký và khẳng định lại nhiều lần. Và đó là lý do vì sao Phạm Quý Ngọ cũng như Trần Đại Quang thoát tội. Thưa quý vị, theo Nguyễn Như Phong, tổng biên tập Petrotime, bản khai phúc cùng của Dương Chí Dũng chia thành nhiều phần. Nói cụ thể về cuộc gặp gỡ với Thượng tướng Phạm Quý Ngọ ở Tuần Châu, ở cái khu Liên Hợp Pacific trên đường Lý Thường Kiệt, trong các cuộc gặp gỡ với Cục trưởng Cục C48 với các điều tra viên của Bộ Công an. Rồi cuối cùng là chi tiết về cuộc điện thoại mật báo chạy trốn, bởi vì nghi vấn về có chuyện Thượng tướng Phạm Quý Ngọ mật báo cho Dương Chí Dũng bỏ trốn và đưa hối lộ hàng trăm ngàn đô la có hay không sẽ bắt nguồn từ những cái cuộc gặp đó. Trong bản khai, Dương Chí Dũng viết về cuộc gặp của Dương Chí Dũng đối với Thượng tướng Phạm Quý Ngọ ở khu vực Tuần Châu. Cụ thể là trại Yên Trạch ngày 17 tháng 10, bản tự khai, kính gửi cơ quan cảnh sát điều tra C48 Bộ Công an. Tên tôi là Dương Chí Dũng, sinh năm 1957, là bị cáo trong vụ án mua u nổi 83 êm của Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam. Sau khi suy nghĩ lại toàn bộ diễn biến vụ việc trước khi tôi bỏ trốn, tôi xin được trình bày lại với nội dung như sau. Thứ nhất, về việc đưa tiền cho anh Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an. Trong bản tự khai tại trại tạm giam B34 của Bộ Công an tại Sài Gòn, tôi có khai đưa tiền cho anh Ngọ hai lần. Một lần ở đảo Tuần Châu, một lần tại nhà anh Ngọ. Do khi khai tại trại B34, tôi bị lẫn và hoảng loạn, thậm chí hoang tưởng nên tôi đã khai không đúng. Tôi xin trình bày và khai lại như sau. Theo đó, ngày 29 tháng 4 năm 2012, vợ chồng tôi trên đường đi nghỉ lễ nhân ngày 30 tháng 4 và 1 tháng 5 tại Bãi Cháy, Quảng Ninh, do cảng vụ Quảng Ninh mời. Trên đường đi Quảng Ninh, tôi có điện cho anh Ngọ, Thứ trưởng Bộ Công an, để mời anh chị Ngọ đi ăn cơm tối với vợ chồng tôi, vì tôi biết anh Phạm Quý Ngọ đang nghỉ ở đảo Tuần Châu. Được biết khi tôi gọi điện thoại cho anh Ngọ thì anh Ngọ có nói vừa ăn cơm chưa xong, chiều nay vợ chồng anh Ngọ sẽ về quê ở Thái Bình. Và anh Ngọ có nói với tôi cứ xuống Tuần Châu chơi. Chính vì vậy vợ chồng tôi đã rẽ xuống đảo Tuần Châu để thăm vợ chồng anh Ngọ. Khi vợ chồng tôi đến khách sạn và vào phòng anh chị Ngọ, vợ tôi ngồi nói chuyện với chị nhà vợ anh Ngọ, còn tôi nói chuyện với anh Ngọ. Tôi và gia đình anh Ngọ có quen biết từ lâu, nên sau khi hỏi thăm anh chị Ngọ, tôi có trình bày về cái vụ đầu tư u nổi của tổng công ty và nhờ anh Ngọ xem xét cho khách quan. Vì lúc đó tôi là chủ tịch hội đồng quản trị, không trực tiếp điều hành mà chỉ thay mặt hội nghị đồng quản trị để ký các cái quyết định và quyết định trên cơ sở trình tổng giám đốc và ban điều hành. Khi ấy tôi có nói với anh Phạm Quý Ngọ, dù sao tôi cũng là chủ tịch và đã ký vào các nghị quyết của hội đồng quản trị. Nếu sai tôi là người chịu trách nhiệm, không để cho cấp dưới. Nhưng mong anh Ngọ có ý kiến với cơ quan điều tra, vì tôi hoàn toàn vì công việc của tổng công ty mà thôi, hoàn toàn không có ý đồ tham nhũng. Sau khi nói chuyện với anh Ngọ xong, tôi xin phép về
Và hôm đó tôi không đưa tiền cho anh Phạm Quý Ngọ như tôi khai ở những cái lời khai trước đây tại trại giam B34 Sài Gòn, cũng như khai trước tòa. Nói về cái vụ việc gặp với tướng Phạm Quý Ngọ ở tòa nhà Pacific trên đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Phạm Chí Dũng cho biết sau khi vợ chồng tôi nghỉ lễ ở Bãi Cháy, đến sáng ngày 1 tháng 5 thì tôi về Hà Nội, và tối ngày 2 tháng 5 tôi có đến nhà anh Phạm Quý Ngọ ở tòa căn hộ cao cấp Pacific trên đường Phan Bộ Châu, Hà Nội. Mục đích hôm đó là tôi báo cáo với anh Phạm Quý Ngọ ngày 4 và ngày 5 tôi phải vào Bà Rịa Vũng Tàu cùng với Bộ trưởng Bộ Giao thông ông Đinh La Thăng để sau đó tôi ra thăm đảo Trường Sa. Tôi sợ không kịp về để sáng ngày 7 tháng 5 đến làm việc với C48 theo giấy triệu tập, nên tôi có nhờ với anh Phạm Quý Ngọ nói giúp với C48 nếu tôi không kịp về. Theo Dương Trí Dũng, trong bản tự khai, tôi có nhờ anh Phạm Quý Ngọ điện cho anh Thanh, cục trưởng cục C48, để tôi gặp anh Thanh. Vì tôi không quen biết anh Thanh, do đó hôm ấy anh Ngọ điện thoại cho anh Thanh không được, nên anh Ngọ đã cho tôi số điện thoại của anh Thanh để tôi tự liên lạc. Theo Dương Trí Dũng, hôm đó tôi không nói gì vụ việc của tôi nữa, mà chỉ nhờ anh Ngọ quan tâm xem xét. Và tôi nói với anh Ngọ nếu cần thì em cũng bán cả nhà. Và anh Ngọ nói, việc gì mà chú phải làm như thế, chỗ anh em chú cứ yên tâm để tôi lo cho. Sau một khi nói chuyện với anh Phạm Quý Ngọ xong, tôi xin phép ra về. Và hôm đó tôi cũng không hề đưa tiền 500.000 hay quà cáp gì cho anh Ngọ cả. Với bản khai này, tôi tức Dương Trí Dũng xin khẳng định việc những cái lời khai trước đây tại trại B34 cũng như trước tòa là những cái lời khai sai sự thật do tôi khi đó lẫn và hoang tưởng. Và Dương Trí Dũng cuối cái bản phúc cùng cho rằng tôi không hiểu tại sao tôi lại khai như vậy. Tôi rất xin lỗi anh chị Ngọ và mong cơ quan cảnh sát điều tra làm rõ sự thật mà tôi khai báo trong bản khai này. Đó, thưa quý vị, một cái vụ án mà người ta có thể đổi trắng thay đen. Dương Trí Dũng đã khai trước tòa với cái sự chứng kiến của ông Nguyễn Bá Thành trong buổi đó. Ông Nguyễn Bá Thành đã ngồi ở dưới để thu thập các cái tài liệu và lấy chứng cứ lời khai của Dương Trí Dũng tại tòa để tiến hành khởi tố đối với Phạm Quý Ngọ và ông Trần Đại Quang. Và như quý vị đã biết, sau cái vụ án này liên quan tới 1 triệu đô la mà Dương Trí Dũng khai tại tòa, đó là số tiền hoàn toàn không liên quan tới cái khoản tiền 500.000 đô la Mỹ mà Dương Trí Dũng đưa cho Phạm Quý Ngọ. Mà cái số tiền 1 triệu đô la này, theo Dương Trí Dũng, đưa cho Phạm Quý Ngọ đủ 1 triệu đô la tiền mặt tại tòa nhà chung cư cao cấp Pacific tại đường Lý Thường Kiệt, Hà Nội. Thưa quý vị, hẳn quý vị biết là cái tòa nhà này nó nằm ở cái ngã tư Lý Thường Kiệt và Phan Bộ Châu. Thế thì tại cái buổi gặp, trong một cái buổi trước đó, thì Dương Trí Dũng đã đưa cho Phạm Quý Ngọ 1 triệu đô la và nhờ chuyển cho Trần Đại Quang 500.000 đô la. Đó là số tiền mà bà Trương Mỹ Lan gửi biếu ông Phạm Quý Ngọ cũng như ông Trần Đại Quang trong cái việc muốn nhờ hai lãnh đạo ngành công an giúp cho họ trong việc chuyển đổi công năng của cảng Khánh Hội bên quận 4, tức là sử dụng toàn bộ cái mặt bằng của cảng Khánh Hội trước đây để trở thành một cái mặt bằng để xây dựng các cái chung cư cao cấp. Mà như quý vị đã biết, cuối cùng cái dự án đó đã lọt vào tay Phạm Nhật Vượng. Và cuối cùng Dương Trí Dũng còn khai đưa cho trợ lý của ông Trần Đại Quang 20.000 đô, mà theo lời khai của Dương Trí Dũng, người đó tên là ông Nguyễn Khắc Tiệp, trợ lý của Bộ trưởng Bộ Công an ông Trần Đại Quang. Vậy mà thưa quý vị, Bộ Công an ra một cái thông cáo nói rằng không có ai tên là Tiệp mà có người tên là Tiệp. Và sau khi điều tra thì ông Nguyễn Khắc Tiệp đã phản bác những cái lời khai và khẳng định Dương Trí Dũng đã cáo buộc vô lý. Chúng tôi kể ra những cái câu chuyện nó xảy ra cách đây khoảng gần 10 năm để quý vị thấy cái vấn đề chạy án đối với ngành công an là một cái vấn đề có hệ thống, và nếu có tiền thì những cái kẻ phạm tội sẽ trở thành vô tội. Đó là một cái thực trạng xảy ra và nó tồn tại lâu nay trong ngành công an Việt Nam, và nhất là trong cái thời điểm hiện nay liên quan dồn dập các cái vụ việc, ví dụ như ở quận Đồ Sơn hay ở quận Tây Hồ, công an thành phố Hà Nội cũng vậy. Rồi liên quan tới cái vụ việc hối lộ cho Nguyễn Duy Linh, đại tá cục trưởng cục tình báo B05 Bộ Công an, liên quan tới Vũ Nhôm.
Và những cái điều như chúng tôi đã nói, theo giới phân tích nó có thể liên quan tới ông Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an hiện nay. Thưa quý vị, trở lại một cái vấn đề liên quan tới cái đồng Bitcoin và những cái quan chức cộng sản Việt Nam, người ta rất là kịp thời đại trong cái giai đoạn 4.0. Sở dĩ hôm nay chúng tôi nói tới cái đồng Bitcoin đã được các quan chức Việt Nam người ta tận dụng và dùng để rửa tiền, đó là những cái đồng tiền bẩn tham nhũng. Như quý vị đã biết mấy ngày qua, thì giá cái đồng Bitcoin, tức là một cái đồng tiền ảo, đã tụt xuống một cái mức thấp nhất từ tháng 2 sau những cái phát ngôn của CEO một cái tập đoàn xe ô tô điện Tesla, đó là Elon Musk, khi mà CEO của cái tập đoàn sản xuất xe ô tô điện lớn nhất thế giới, một cái tỷ phú hàng đầu của thế giới hiện nay, đó là Elon Musk, đã tuyên bố bán xe Tesla không nhận cái đồng Bitcoin. Và mới đây Elon Musk lại úp úp mở mở về việc có thể bán hết số lượng Bitcoin thuộc sở hữu của cá nhân mình, khoảng 1,5 tỷ đô la Mỹ mà ông chủ của Tesla đang mua trước đó. Và đó là lý do trong hai hôm nay đồng Bitcoin đã mất giá tới 1 tỷ đồng trên một đồng Bitcoin. Và dưới phân tích đánh giá, đó là một cái hiện tượng tụt dốc không phanh. Theo đó, ngày hôm nay giá Bitcoin rớt thảm xuống ngưỡng chỉ còn 40.000 đô la Mỹ một đồng, mà trước đây 2 tháng nó lên tới 65.000 đô la Mỹ cho một đồng Bitcoin. Đặc biệt sau cái quyết định cấm cửa tiền điện tử của Trung Quốc, thì ngày hôm nay giá nhiều đồng tiền ảo khác cũng tiếp tục lao dốc và đẩy tổng số vốn hóa thị trường tiền ảo mất mốc 2.000 tỷ đô la Mỹ. Thưa quý vị, một cái thông tin mới nhất vào lúc 10 giờ sáng giờ Việt Nam, thì giá đồng tiền ảo Bitcoin chỉ còn giao dịch ở cái mức 40.540,14 đô la Mỹ và giảm 10,37% so với ngày hôm qua. Và đó là lý do người ta nói trong những ngày tới Bitcoin còn tiếp tục giảm. Nhưng mà theo giới phân tích, đó là những cái hành động thao túng cái đồng Bitcoin để trục lợi của những cái tay to. Thưa quý vị, trở lại cái vấn đề chúng tôi muốn nói với quý vị trong bài nói chuyện hôm nay, nó liên quan tới cái đồng Bitcoin là một cái phương tiện được cho là giúp cho các cái quan chức cộng sản Việt Nam người ta tham nhũng và người ta rửa tiền. Và như quý vị đã biết, một đồng Bitcoin có giá trị khoảng 40-45.000 đô la Mỹ tại cái thời điểm ngày hôm nay, thì chắc chắn cái việc rửa tiền, nếu quý vị quy đổi 40.000 đô la Mỹ thì nó tương đương với khoảng 1 tỷ đồng Việt Nam. Thì quý vị sẽ thấy 1 tỷ đồng Việt Nam được số hóa dưới cái hình thức của đồng Bitcoin thì người ta có thể giấu giếm một cách hết sức dễ dàng. Thưa quý vị, trong một cái bài viết Bitcoin sẽ giết hay giúp chế độ độc tài cộng sản Việt Nam của cái tác giả Cà Phê Cui Búa. Thưa quý vị, đây là một cái tác giả có những cái bài phân tích về kinh tế tương đối khả tín. Theo đó, một cái lập luận mà những cái người cuồng Bitcoin thường nói là Bitcoin với tư cách của một loại tiền tệ tự do, nó là thứ tiền tệ không bị kiểm soát bởi bất kỳ một chính phủ hay một tổ chức tập trung nào. Và Bitcoin sẽ làm giảm quyền lực tầm ảnh hưởng của chính phủ, nhất là đối với những chế độ độc tài. Theo tác giả Cà Phê Cui Búa, ở đây tôi sẽ áp dụng lập luận này đối với chế độ Cộng sản Việt Nam, và chính xác hơn đối với các cái quan chức Đảng Cộng sản Việt Nam. Theo tác giả, Bitcoin là một loại tiền tệ điện tử, nó được phát minh từ những người ẩn danh và nó được duy trì bởi chính những người sử dụng nó. Bitcoin không bị kiểm soát bởi bất kỳ một chính phủ hay tổ chức tập trung nào, và nó cũng không cần một ngân hàng nào để giao dịch. Đó là những cái ưu thế của Bitcoin, mà mọi giao dịch đối với Bitcoin chỉ được ghi lại bằng những cái thông số, tức là người mua và người bán, nhận và gửi đều không biết nhau. Theo đó, theo lý thuyết cũng như thực tế, việc điều tra thông tin về người nhận và người gửi Bitcoin là một cái điều bất khả thi. Bởi vì Bitcoin là tiền tệ điện tử, việc trao đổi chỉ là một cái nhấn chuột trên màn hình. Theo đó, bạn có thể chuyển tiền xuyên biên giới ngay lập tức một cách vô hình. Một cái câu hỏi đặt ra là, vậy cái đồng Bitcoin nó sẽ giết hay giúp Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như các chế độ độc tài trên thế giới? Theo tác giả, chúng ta cần phải suy ngẫm và phân tích từng nội dung và chúng ta sẽ có một câu trả lời hoàn chỉnh. Theo đó, người ta có thể sử dụng Bitcoin để rửa tiền. Theo tác giả, quý vị hãy đặt
bản thân quý vị vào một cái quan chức cộng sản, quý vị vừa nhận một cái khoản hối lộ khoảng 100.000 đô la Mỹ, nếu tính vào cái thời điểm ngày hôm nay nó tương đương với 2.5 đô la Mỹ. Vì tiền đó nếu là tiền của quý vị kiếm được một cách hợp pháp thì nó là chuyện khác, còn nó là những đồng tiền bất hợp pháp do tham nhũng hối lộ thì quý vị không thể công khai nói nó là của mình. Và quý vị khi có những cái đồng tiền bẩn đó, quý vị muốn nó trở nên hợp pháp thì quý vị phải rửa tiền, nghĩa là phải tìm một cách nào đó biến số tiền bẩn thành số tiền sạch. Và Bitcoin sẽ giúp cho bạn một cái phép màu làm điều đó, và có rất nhiều cách. Theo tác giả thứ nhất, quý vị có thể gửi tiền vào tài khoản ngân hàng của người thân hoặc người khác, và sau đó người ta chuyển vào tài khoản Bitcoin. Sau đó bạn mua Bitcoin và bạn chuyển số Bitcoin đó sang tài khoản Bitcoin khác, và từ tài khoản đó bạn gửi lại tài khoản Bitcoin đứng tên của bạn. Và như thế cái số tiền bẩn của bạn đã trở nên hợp pháp, vì có gì chứng minh được nó bất hợp pháp nữa đâu khi nó đã là ở dạng tiền ảo Bitcoin. Hoặc có thể bạn bán Bitcoin đó chuyển vào tài khoản của ngân hàng một công ty ma. Từ đó công ty ma sẽ chuyển tiền vào công ty đứng tên bạn và nó trở thành hợp pháp. Thưa quý vị, chưa hết, theo tác giả, người ta còn dùng Bitcoin để hối lộ. Đó là một cái điều ít người biết. Bởi vì nếu quý vị là đảng viên cộng sản, quý vị muốn hối lộ một quan chức cao cấp hơn quý vị cho một cái vụ việc gì đó, thì quý vị có thể dùng Bitcoin để hối lộ cho cấp trên của mình. Điều đó là một điều quá dễ. Có gì làm bằng chứng để quý vị người ta quy chụp cái tội hối lộ cho quan chức? Bởi vì với đồng Bitcoin, việc cán bộ đảng viên cộng sản hối lộ mua chức mua quyền sẽ trở nên vô cùng dễ dàng. Không những vậy, thưa quý vị, theo tác giả, với đồng Bitcoin thì các cá nhân và các tổ chức lợi ích nhóm, họ sẽ dễ dàng hối lộ các quan chức nhà nước để lấy lợi thế cạnh tranh hoặc ảnh hưởng chính sách, và hoàn toàn không có bằng chứng để cáo buộc hay chứng minh họ đã làm những cái hành động vi phạm pháp luật đó. Thưa quý vị, không chỉ dừng lại như vậy, trong một cái vấn đề liên quan tới Bitcoin, cá nhân và đảng cộng sản, theo tác giả, nếu quý vị có thể sử dụng Bitcoin để mua hàng trên web ngầm, rồi để giao dịch, để chuyển tiền, để mua chuộc ai đó, thì việc cán bộ đảng cộng sản Việt Nam, đặc biệt là các cái quan chức cao cấp, họ cũng có thể làm những cái điều tương tự như vậy với một quy mô lớn hơn. Và đây là điều những cái người cuồng Bitcoin hiện nay đã quên hoặc họ cố tình không nói tới. Và tác giả đã đặt ra câu hỏi trong cái phần mà chúng tôi trình bày ở trên, thì quý vị đánh giá Bitcoin sẽ giết hay giúp đảng cộng sản Việt Nam để họ tiếp tục duy trì sự tồn tại và hoạt động của họ? Một cái điều có thể tồi tệ hơn là đồng Bitcoin đã giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam nói riêng và các cái thể chế độc tài trên thế giới này, nó có cơ hội bành trướng và hoạt động với một cái quy mô lớn hơn. Theo tác giả, đây chỉ là những cái nhận xét dựa trên sự tìm hiểu và phân tích một cách logic. Bạn cũng có thể tìm hiểu để rồi kết luận, chứ đừng nghe ai hay tin vào tôi. Thưa quý vị, tại sao những cái dự án ví dụ như của tỷ phú Phạm Nhật Vượng đầu tư và được nhà nước tạo điều kiện hỗ trợ, thậm chí kinh doanh của Phạm Nhật Vượng lỗ lá với cái mức bình quân khoảng 20.000 tỷ cho một năm, nhưng mà rõ ràng Phạm Nhật Vượng chỉ là một cái kẻ đứng trên danh nghĩa, còn đằng sau Phạm Nhật Vượng là các cái quan chức từ cấp trung ương tới cấp địa phương, và người ta chắc chắn phải hàng tháng người ta sẽ nhận những cái khoản hối lộ khổng lồ. Và chúng tôi nghĩ rằng Bitcoin đã giúp cho các cái quan chức cũng như Phạm Nhật Vượng làm cái điều đó. Người ta có thể giấu những khoản tiền hàng nghìn tỷ đồng một cách dễ dàng nếu đó làm cái vấn đề có thật. Thưa quý vị, ở đây cũng nói KTV với cái nhiệm vụ giới thiệu các cái thông tin có giá trị, nó mang lại sự hiểu biết cho quý vị. Còn cái vấn đề nhận thức về Bitcoin, chúng tôi chỉ giới hạn trong việc Bitcoin là một cái đồng tiền ảo. Còn tất cả những cái vấn đề như tác giả Cà Phê Cù Búa trình bày trong bài viết thực hư như thế nào, chúng tôi mong nhận được nhiều ý kiến từ quý vị. Thưa quý vị, tại sao quan chức Việt Nam người ta giàu như vậy? Và tại sao, thưa quý vị, những cái người đi ra nước ngoài như chúng tôi, ở trong nước chúng tôi có thể hút thuốc lá, chúng tôi có thể nhậu nhẹt, uống bia, nhưng ra nước ngoài thì các cái nhu cầu đó phải tự cắt giảm
đó là một cái điều chắc chắn. Chứ nó không có cái chuyện như những cái người ta bao qua bốc phép với quý vị rằng ở nước ngoài có một cuộc sống sung sướng, hoàn toàn không có điều đó. Ở Việt Nam quý vị biết, người ta không sống bằng lương mà người ta chủ yếu sống bằng lậu. Ở Việt Nam làm cái xứ sở kiếm tiền cực kỳ dễ. Thưa quý vị, đó là một cái điều sự thật. Anh em chúng tôi ra nước ngoài thì hầu hết bây giờ mọi người đều không hút thuốc lá. Uống bia nếu vui vẻ gặp gỡ nhau thì uống mỗi người 1-2 chai. Chỉ dừng ở mức độ đó. Tại vì cái điều kiện tài chính cũng không thể cho phép chúng tôi như người ở Việt Nam có thể nhậu nhẹt vào mỗi buổi chiều. Đó là một cái sự thật. Ở đây để chúng tôi chứng tỏ với quý vị, ở Việt Nam người ta ngoài lương, người ta có những nguồn được cho là thu nhập bằng lậu, mà những khoản tiền này những người sống ở nước ngoài có mơ cũng không dám nghĩ tới. Và đó là lý do những người định cư ở Hoa Kỳ hàng chục năm vẫn còn nói bây giờ thì chịu thua với ông cộng sản, các ông giàu thực sự hơn hẳn những người gọi là ngàn dặm. Thưa quý vị phải hiểu rằng ở nước ngoài cái đồng lương hàng tháng đã được lên một kế hoạch chi tiết tỉ mỉ tới cái mức vài chục đô la, không thể nào mà tiêu hơn. Bởi vì những người mới ra định cư ở nước ngoài, thứ nhất là phải mua nhà trả góp, thứ hai phải mua xe hơi trả góp, cái gì cũng có trong chớp mắt. Chỉ cần quý vị có một cái ID và cái sự bảo lãnh về cái credit tín dụng của quý vị thì quý vị có thể mua bất cứ những cái gì quý vị muốn. Nhưng tất cả đó là những cái khoản nợ, và những cái đồng lương hàng tháng kiếm được thì rõ ràng là trả vào những cái khoản đã được ấn định, không được phép thay đổi. Đó là lý do vì sao những người định cư ở nước ngoài người ta phải dè sẻn, chứ không phải tiêu hoàn toàn như ở Việt Nam của quý vị. Thưa quý vị, nói về cái vấn đề tại sao người Việt Nam lại có những cái nguồn thu nhập lậu dễ dàng như vậy, ở đây chúng tôi muốn giới thiệu một cái bài viết liên quan tới cái vấn đề đầu tư dự án, để quý vị thấy những người làm cái nghề cò dự án thì người ta ăn bao nhiêu phần trăm. Thưa quý vị, đây là một cái bài viết của tác giả Nguyễn Trần Sâm, là một nhà báo có uy tín. Tác giả đặt ra một cái câu hỏi, đó là quý vị có biết trong một cái dự án thường thì người ta ăn bao nhiêu phần trăm hay không? Theo tác giả Nguyễn Trần Sâm, tôi đã từng vài lần nêu câu hỏi này cho những người quen, kể cả những người hoạt động kinh doanh. Có người nói vài chục phần trăm, người tỏ ra hiểu thời thế thì họ bảo bây giờ có khi chúng nó ăn đến quá nửa. Nhưng mà trước đây khi tham nhũng chưa thành quốc nạn, theo tác giả Nguyễn Trần Sâm, tôi có một thằng em họ làm chủ tịch xã. Nó nói với tôi, có bữa tao theo cái anh X ra tỉnh, tức là lên bộ để xin tiền làm mấy gống tiêu nước. Và cái ông ký dự án cho ông anh của tao nói, tôi ký cho ông nhưng ông phải để lại giá trị dự án 50%, nếu không tôi sẽ ký cho chỗ khác. Theo tác giả, đó mới là cái nấc trung ương. Rồi từ trung ương xuống tỉnh, xuống huyện, rồi xuống xã, rồi qua cánh nhận thầu, đến bọn trực tiếp thi công thì mỗi nơi nó cũng bớt lại vài chục phần trăm. Và cuối cùng phần còn lại chỉ là ít nhất cũng mất khoảng 70-80% của tổng dự án. Theo tác giả cho biết, ngày xưa, thời lâu rồi, khoảng cách đây gần 30 năm, khi thấy người ta làm đường nhựa nhưng không kéo đến nhà tôi đến là vận động 20 gia đình trên cái đoạn đường gần 200 mét mà cái dự án người ta bỏ lại bởi vốn không đủ. Do tự tiền bỏ túi bỏ ra mua vật liệu rồi thuê công nhân làm dự án, làm nối luôn vào cái phần đường dự án. Thì ban đầu, những bà con hàng xóm trong 20 hộ người ta nghi ngại, người ta sợ tôi muốn kiếm ăn. Nhưng mà theo tác giả, tôi đã nêu ra cách làm là gom tiền lại cho một người khác giữ. Ai giữ là do bà con lựa chọn. Mỗi lần có xe chở vật liệu đến thì một nhóm người đứng ra lấy tiền quỹ trả cho xe sau, rồi tất cả cùng ký xác nhận. Còn tiền công thì đưa cho đội công nhân, cũng được bà con thay nhau đứng ra trả. Trong mọi việc, theo tác giả Nguyễn Trần Sâm, tôi đều có mặt, nhưng tôi chỉ đóng vai người để sướng cách thức làm từng khâu. Và khi quyết toán, theo tác giả, tôi tính toán xong in tờ quyết toán thành 20 bản đưa cho 20 hộ gia đình theo dõi. Và kết quả chi phí cho mỗi mét vuông đường nhựa có cả mấy lớp đá dưới cùng là đá hộp, khi đổ được lù kỹ nhiều lần đúng kỹ thuật là 25.000 đồng Việt Nam thời điểm năm 1986.
Theo tác giả, chắc quý vị không thể tin nổi con số này, bởi vì đường dự án dùng kinh phí nhà nước và ngân sách phường làm giống hệt, nhưng có giá thành tới 600.000 cho 1 m². Như vậy, các đồng chí ở các cấp đã ăn tới 96% và thực chất đổ vào công trình chỉ có 4%. Theo tác giả, nhưng đó là cái chuyện của những năm cuối thế kỷ trước. Cái tỷ lệ thời đó là xưa lắm rồi, bây giờ thời thế khác. Còn nhiều ví dụ kể ra thì hàng tháng cũng không hết. Chỉ xin nói về vài con số mới nhất, ấn tượng nhất. Ví dụ như trước đây, Bộ Giáo dục và Đào tạo dự kiến chi 70.000 tỷ cho cái dự án in sách giáo khoa. Vậy mà chỉ vài tuần sau rút xuống còn có 34.000 tỷ. Theo tác giả, tất nhiên các quan chức của Bộ nói họ phải chi nhiều thứ chứ không phải chi cho việc viết sách giáo khoa. Còn ông Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ nói ông chưa biết tới con số 30.000 tỷ. Nhưng mà theo cố nhà giáo kỳ cựu Văn Nghi Cương trước đây, bảo tính kiểu gì cũng không quá 35 tỷ, mà cứ tròn làm tròn cho sông xanh là 50 tỷ đi, thì cũng chỉ hết 1/700 tiền dự chi. Thưa quý vị, chúng tôi nhắc lại để quý vị biết, đó là người ta dự kiến chi tới 70.000 tỷ để in sách giáo khoa. Sau đó một tuần, thì ta rút con số đó còn 30.000 tỷ. Nhưng mà theo những nhà giáo kỳ cựu đã nói không quá 35 tỷ, mà cứ làm tròn gọi là chi tiêu thoải mái sông xanh là 50 tỷ. Tức là so với dự toán, số tiền thực chi đổ vào cho sách giáo khoa chỉ là 1/700 số tiền mà người ta dự chi. Và theo tác giả, một cái anh bạn tôi dạy toán ở một trường đại học thì bảo cả đi nước ngoài hội thảo học hỏi chơi bời cộng với triển khai dạy theo sách mới cũng chỉ cần tới 70 tỷ, tức là 1/500 hay 2/1000. Như vậy phần ăn của các lãnh đạo Bộ Giáo dục tới 998/1000 hay là 99.8%. Theo tác giả, tôi nói cái số liệu ấy thì quý vị biết tại sao quan chức Việt Nam và công chức Việt Nam người ta không giàu. Chưa hết, thưa quý vị, theo tác giả trước đây cũng vậy. Nó chưa phi phàm và chết cười bằng cái việc trước đây người ta đầu tư cho Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm một cái trang mạng xã hội với một cái dự chi tới 200 triệu đô la Mỹ. Theo tác giả, quý vị nên nhớ rằng làm cái thứ đó, chàng thanh niên Mỹ Mark Zuckerberg chỉ cần 2.000 đô la xin cha mẹ để thuê bạn bè thiết kế, còn khi vận hành thì nó có tiền tự nó đẻ ra. Nhưng mà kết quả là Đoàn Thanh niên xin một cái dự án tới 200 triệu ông Tơn, đắt gấp 100.000 lần. Theo tác giả, ối giời ơi, như vậy thực chi chỉ gần 1/1000. Như vậy họ đã ăn tới 99.999/1000 hay là 99.99% cho cái dự án làm một cái mạng xã hội của Đoàn Thanh niên Cộng sản. Trong khi đó, trên mạng người ta quảng cáo công khai người ta muốn nhận một cái việc thiết kế cái mạng vừa kể với giá từ 4-5.000 đô la là đủ. Theo tác giả, liệu những cái tỷ lệ độc như thế chắc nó chưa lâu, bởi vì những cái người đề ra các cái dự án họ vẫn còn mạnh khỏe, và đó là lý do vì sao những cái lãnh đạo ở Việt Nam người ta giàu như thế, và đó là lý do người ta phải sử dụng các cái dịch vụ rửa tiền. Và mới đây là người ta sử dụng một cái dịch vụ rửa tiền thông qua cái đồng tiền Bitcoin như chúng tôi đã trình bày với quý vị, là một cái điều bây giờ trở thành phổ biến, thậm chí phổ thông. Thưa quý vị, nói tóm lại, trong bài nói chuyện hôm nay chúng tôi đề cập tới những cái cách thức chạy án của các cái lãnh đạo trong ngành công an từ cấp bộ cho tới cấp phường, cũng như cái hình thức tàng nhũng của các cái quan chức cộng sản trong các cái gói đầu tư, trong các cái dự án khủng, và người ta có thể tham nhũng tới 95% trở lên, và thực chất đầu tư cho dự án chỉ khoảng 5% tới 1% mà thôi. Thưa quý vị, chương trình Bình Luận Thời Sự liên quan tới các cái cách thức và các cái xử lý chạy án của ngành công an cũng như quan chức Việt Nam rửa tiền thông qua đồng tiền Bitcoin như thế nào xin tạm dừng tại đây. Việt Thành xin cảm ơn quý vị đã chú ý theo dõi đến phút cuối, và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình Bình Luận Thời Sự sau. Đề nghị quý vị tiếp tục ủng hộ KTV bằng cách giới thiệu chương trình của chúng tôi tới nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều giới ở Việt Nam,
để mọi người có thể tiếp cận với những cái thông tin trung thực, nhanh chóng và kịp thời, để hiểu rõ hơn về hiện tượng chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, giáo dục và các cái tệ nạn xã hội ở Việt Nam hiện nay. Điều đó sẽ giúp cho mọi người có ý thức hơn và tự đặt cho mình sẽ phải làm gì để góp phần xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, giàu mạnh, dân chủ và tự do trong tương lai. Thưa quý vị, đề nghị quý vị hãy coi việc lan tỏa các cái thông tin của chúng tôi tới mọi người làm cái hình thức cổ vũ cho công cuộc vận động dân chủ với tinh thần chấn hưng dân khí, nâng cao dân trí để cải thiện ý thức của mỗi người dân. Đề nghị quý vị có các cái tin tức hay các cái chủ đề mà quý vị cần KTV giới thiệu và phân tích, quý vị hãy gửi cho chúng tôi trong phần comment. Và quý vị có thể đặt các cái câu hỏi liên lạc với chúng tôi qua hệ thống Messenger trên cái mạng xã hội Việt Thành KTV. Một lần nữa xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại quý vị trong các chương trình bình luận thời sự sau. Xin gửi lời chào, tạm biệt. Bye bye quý vị.